ghê chưa. Ngoài lên cái chỗ dưới thượng luôn nha ngoài. Ghê, chắc nhỏ nha, bọn đồ xấu á, nó không cho vô đâu á. Quẹo theo tiếp, theo tiếp bên kia. Đó, ghê chưa. Đó là Costa Mesa đó. Sao Costa là già đó, ghê chưa ngoài. Đi, con ngoài ra coi nằm đâu á. Có mày đi theo. Vô ngoài. Đó. Đẹp không ngoài? Đó, giữ chưa. Sớm hả? Ồ, đúng rồi, vô lấy like đi con. Trời ơi, ngay cửa luôn, hay quá trời luôn. Con vô lấy tên đi. Trời, ngay tiệm luôn, ngoại đi hay dễ sợ luôn. Ngay tiệm luôn kìa. Đi ngay đúng rồi, vô ngay tiệm luôn, thấy không? Hay quá, có Starbucks luôn nè. Đó. Đi ăn ở trên đây nha. Ủa đâu có ai đâu, kết lai gì giờ này không có ai, kết lai chắc vô luôn á. Đi ngoài. Tới rồi. Đẹp không ngoại? Đẹp không? Đẹp không? Lớn quá rồi, để tụi mình nó bút bàn. Nó lấy bàn rồi, để coi lấy bàn. Vô luôn hả con? Hay vậy? Đẹp ha. Vô ngoại, vô ngoại. Ừ, đẹp chưa? Xuất xàm á. Ra mùi vị gì? Cay không? Nó không cay mà nó là nước tương. Thì ra nó đổ nổi nước tương với... Tương nó bỏ đường cá đó. Này giống lá đu đủ được. Quay lên cái đó. Ờ, nó đòn quá. Đó, mì. Rồi, ngoài thử đi ngoài. Làm mẫu coi nè. Ngoài, thử ngoài. Cái này chưa xuyên. Đây đó, kìa, giấy kìa. Đây, khăn cái giấy gì. Nè, cái này. Thôi ngoài ăn nè, cay không được đâu. Đổi chén nè, rót nước tương thôi. Cái này gì? Nước giấm thôi à. Rồi, cái này chấm vô cái này. Ngoại có muỗng rồi, để hấp thử coi nước mới súp ngon. Đó. Để khăn lên. Ngoại. Ra nước nha ngoại. Còn gì nữa không? Có thằng. Nhưng cái nữa, còn cái nữa. Thử nha ngoại. À, thử đi. Nè, con chim gà hay gì đó. Nó có bọng bọng nước ngoài. Bọng bọng nước. Thử không? Dạ, dạ. Hay giống như ăn cảo hả?
Được không? Mà ăn được không? Mà thấy ngon không? Được rồi. I was just telling her that you were my steak place. Vui thôi, này mắc cười quá hả? Kiểu cực kiểu lạ ngoài. Kiểu này là lần đầu tiên mới thấy á. Cái này là gì? Hốt. Ông mày hả? Hốt shopping lớn luôn đó nha. Rồi. Hai. Xuống. Quên dịn ngoại coi. Được không ngoại? À, ghê chưa? Trời ơi. Tới chân bước xuống nha. Rồi bước ra ngoài. Đó. Nãy có nước. Thẳng luôn hết à. Thẳng luôn ngoại. Uống thuốc chưa? Khu này là khu nhà giàu quá ngoài. Thấy dân bị trắng nhiều quá trời ha. Với thượng lưu. Đi. Mà xách giỏ theo là để tỉ tỉ hả ngoài? Để tỉ trong giỏ hả? Để ba chai thuốc. Hình như mommy nghỉ bên đây. Đẹp không ngoại?
Đẹp không? Đẹp không? Hôm nay bắn mắt là rõ ràng á. Rõ có thấy đẹp không? Ăn no xong rồi đi kiểu này nữa là chút ăn nữa. Đi Mỹ cũng cũng ghé đây luôn. Đi tour Mỹ là ta cũng ghé đây á. Ghé vô đây à, mấy cái tour dịch vụ rồi nó hay dẫn vô đây đó. Tiệm kìa, Kushi. Đó, tụi mình đi vô kìa. Tiệm Kushi. Để coi tụi mình, ủa nó đi phát hiện ở đâu rồi. Để coi nó bơi có không? Hình như không đúng. Bơi cái gì? Đôi vô có tiệm á. Rồi, chắc không đúng rồi. Để coi nó đi vô coi đúng không. Để cho là tôi mình nó coi đi, đứng đây đi. Rồi ngồi đi. À, ngoại dẫn tôi mình đi xem bốc chờ. Electric là điện á. Ghê chưa? Trăm bốn chục. Chạy bằng điện. Nhỏ nhỏ lùn lùn giống xe. OS đọc hay nha, tay ga đó nha, gọi đọc tay ga. F4 vậy. đi cầm cái giỏ, bây giờ giỏ sách không nổi luôn, bỏ luôn, ngoài bỏ giỏ luôn. Đi không nổi ngoài bỏ giỏ luôn. Đó, tiệm như vậy mà nó kiếm không ra. Cái tiệm lớn dần dần vậy mà tư vinh đó. Đó, nó trọng đó. Đi vô. Vô ngoài. Nè, nó vô rồi. Đâu ngoài đeo coi. Đó kìa con, ngoài đeo coi. Ủa này gái hả? Giám này của trời. Này có được 2 ngàn. Cái này là giống tím hay đeo. Này có được 2 ngàn. Cái này quá ngang hoàng. Chồng hả? Chồng lần rồi. Con này đeo vô coi. Đeo vô. Con này thích hơn hả? Nhất. Yeah, the closest you're gonna get if you want black is it gonna be something like this with the black tint to it, or you just have to go like a black GG that's big though, like the jumping GGs. Yeah. For now.